3 chết rồi. Đây, trận đấu cũng quá rồi. Cho chức vô địch đây. Đội nào giành chiến thắng trận đấu này sẽ vào cái bán kết và chung kết. Phương Tú cũng là đương kim vô địch giải 50 triệu là lần thứ nhất. Còn Tuấn Anh Thiều là đương kim vô địch giải 50 triệu lần thứ hai. Cái màu áo của Ngô Thế Phương. Điểm số đầu tiên dành cho thầy Phương 1-0. Xong phim. Một đào dành cho Tuấn Anh và Thiều. Trong trận đấu ngày hôm nay đã có 3 vận động viên đã chạm tay vào chức vô địch là 10 triệu. Trận đấu này người ta gọi là siêu kinh điển, bởi vì tất cả các điểm thủ rất là có số má miền Bắc này. Đây là với quốc gia Việt Nam. Thôi rồi. Mà. Một trong hai đội này sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch đây. Đội nào giành chiến thắng trận đấu này sẽ vào cái bán kết và chung kết. Yeah.
16. Đập quả cầu dã man. Cầu lạc ô. Ở tay Tú chết rồi, đẩy phát đến quả sau rồi. Sau gặp phòng đồng.
32-3 thì có lẽ không có điều, không có cái sự gọi là gì anh em quên mất, không có gì gọi là cái sự gì là thay đổi trận đấu nhỉ. Vẫn cố gắng thôi nhé, có lẽ khó giải là thay đổi thế trận. 26-30 đôi đương kim vô địch của giải đấu năm ngoái vẫn cứ đi từng bước. Trận đấu kết thúc vẫn rồi, 31-26 dành cho Phương Tú.